Giải mã tước hiệu Cách Cách dưới thời nhà Thanh. Cách Cách là một tước hiệu của nữ giới quý tộc thời nhà Thanh. Tước hiệu này thường bị hiểu nhầm thành công chúa, do ảnh hưởng của các tác phẩm văn học và điện ảnh lấy bối cảnh thời nhà Thanh. Tuy nhiên sự thực hoàn toàn khác xa. Trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, danh hiệu Cách Cách bị hiểu nhầm thành danh hiệu dành cho con gái của hoàng đế nhà Thanh theo tiếng Mãn. Dẫu vậy, sự phổ biến của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách vẫn khiến hiểu lầm này tồn tại rất lâu. Trong phim, Càn Long Đế phong cho Tiểu Yến Tử làm Hoàn Châu Cách Cách như một danh hiệu dành cho hoàng nữ. Theo nguyên tắc, sau khi Hạ Tử Vi được xác định là con gái của Càn Long, được phong làm Minh Châu Cách Cách, còn Tiểu Yến Tử từ Hoàn Châu Cách Cách bị đổi thành Hoàn Châu Quận Chúa. Cách sử dụng này không phù hợp với lịch sử. Đến khi có phiên bản Tân Hoàn Châu Cách Cách, biên kịch mới điều chỉnh cho đúng. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung giải mã tước hiệu Cách Cách dưới thời nhà Thanh nhé! Thời Hậu Kim, con gái của quốc quân, thân vương, quận vương và các bối lặc đều được gọi là Cách Cách. Các nữ quyến thường kèm với tên bộ tộc của chồng mình như Đông Quả Cách Cách, Cáp Đạt Cách Cách hay Ba Ước Đặc Cách Cách. Tuy nhiên, danh xưng Cách Cách không phải chỉ dùng để chỉ các nữ quyến hoàng tộc hay con gái của đại hãn. Trên thực tế, Cách Cách là xưng hô bình thường dùng để chỉ nữ giới, đặc biệt là con gái nhà thế gia của người Mãn Châu, chứ không phải chỉ dùng để chỉ mỗi nữ quyến hoàng tộc. Bên cạnh đó, Cách Cách vẫn tồn tại như một dạng danh xưng dành cho các thê thiếp cấp thấp trong hậu cung nhà Thanh. Từ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích, danh từ Cách Cách đã xuất hiện trong hàng thứ Phúc Tấn, kéo dài đến tận thời gian đầu triều Khang Hy. Hậu cung Thuận Trị cùng Khang Hy có rất nhiều tiểu thiếp mang danh phận Cách Cách, như Thuận Trị Đế có Cách Cách Sát Nhĩ Thiền Thị. Và theo hồ sơ Mãn Văn thì cả Huệ Phi lẫn Vinh Phi đều từng là Cách Cách. Tới khi Khang Hy Đế chính thức hoàn thiện hệ thống bát đẳng hậu phi, danh xưng Cách Cách không còn dùng trong hậu cung nữa, mà được chuyển sang dành cho nữ quyến thuộc hoàng tộc và vương phủ. Vào năm Khang Hy thứ 45, 1706, Khang Hy Đế ra chỉ dụ, các con gái do chắc phúc tấn của thân vương, quận vương, bối lặc sinh ra, đều bị án xuống hai cấp. Con gái đích xuất của thân vương sẽ mang tước quận chúa. Xuất giá thì gọi là Hòa Thạc Cách Cách hay Thân Vương Cách Cách. Con gái thứ của thân vương bị giáng hai cấp xuống Đa La Cách Cách hay Bối Lặc Cách Cách. Con gái đích xuất của quận vương mang tước huyện chúa, xuất giá thì gọi là Đa La Cách Cách hay Quận Vương Cách Cách. Con gái thứ của quận vương bị giáng hai cấp xuống Cố Sơn Cách Cách hay Bối Tử Cách Cách. Con gái đích xuất của quận vương mang tước quận quân, xuất giá thì gọi là Đa La Cách Cách hay Bối Lặc Cách Cách. Con gái thứ của bối lặc bị giáng hai cấp xuống Công Cách Cách. Từ khi có quy định giáng cấp, số lượng tông nữ Cách Cách có tước hiệu càng thấp hơn nữa. Đa số các tông nữ là không có tước vị, cũng không có phẩm cấp, càng không có bổng lộc. Thân phận của họ cùng con gái của người Bát Kỳ bình thường, cũng không có gì khác nhau quá lớn. Nhưng tông nữ Cách Cách nếu là quả phụ hoặc là bé gái mồ côi, có thể đến tông nhân phủ xin trợ cấp, mỗi tháng sẽ được phát 2 lượng bạc. Theo lệ, tông nữ cũng như hoàng nữ, đa số khi kết hôn mới được phong tước. Theo đó, sau khi đính hôn, phải đem thông tin hôn nhân của mình trình tông nhân phủ. Trong đó ghi rõ xuất thân của Cách Cách, tước vị của phụ thân, thân phận của mẫu thân và tuổi tác của chính bản thân. Quy trình này được gọi là thỉnh phong. Khi tông nhân phủ phê chuẩn cấp tước cho Cách Cách, đồng thời cũng sẽ ban tước tương ứng cho ngạch phò. Cho nên, tông nữ triều Thanh không hề tồn tại trường hợp chưa gả chồng mà có tước. Ngược lại thì hoàng nữ có vài ngoại lệ, như Cố Luân Hòa Kính công chúa của Hiếu Hiền hoàng hậu. Dưới triều nhà Thanh, tước hiệu Cách Cách còn được dùng trong trường hợp sau. Một là phụ nữ tôn quý. Dưới thời Khang Hy, trong báo cáo của phủ nội vụ có nhắc đến thị nữ bên cạnh Hiếu Trang Văn hoàng hậu là Tô Ma Lạt, ngạch nhiết Cách Cách, người này có công nuôi dưỡng hoàng đế Khang Hy. Hai là nội đình chủ vị cấp thấp. Dưới thời Thuận Trị và Khang Hy, trong hậu cung có các thị thiếp, thậm chí là cung nữ tử được xưng hô bằng danh xưng Cách Cách. Hậu cung cũng có cấp đãi ngộ dành cho Cách Cách. Về sau, triều Khang Hy hoàn thiện bát đẳng hậu phi, danh xưng Cách Cách cũng dần không còn ám chỉ hậu phi nữa. Ba là thị thiếp trong vương phủ. Danh hiệu Cách Cách cũng là một dạng danh xưng dành cho các thị thiếp của hoàng tử và vương công. Theo quy định triều Thanh, dưới chắc phúc tấn đều gọi thứ phúc tấn, thông thường lại xưng là Cách Cách. Vị trí của Cách Cách trong phủ rất thấp, y hệt hầu gái, nên các Cách Cách đa phần có xuất thân rất bình thường. Ví dụ như Hiếu Thánh Hiến hoàng hậu mẹ của Càn Long Đế, có gia thế bần hàn, khi vào hầu hoàng tử Dận Chân chỉ mang phân vị là Cách Cách. Bạn nghĩ gì về tước hiệu Cách Cách? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!